ly kỳ chuyện tuyển phi, thái giám và những bi kịch khó ai thấu trong Tam Cung Lục Viện. Tất cả cứ mang phận nữ nhi sống bên trong Tử Cấm Thành đều luôn bị canh gác nghiêm ngặt từ phía bên ngoài. Họ bị cấm ra vào chánh điện và bén mảng đến khu vực phía bắc trong cung. Đa phần phụ nữ bên trong Tử Cấm Thành là các cung nữ, nữ quan, nhưng chỉ một số ít trong đó có cơ hội mang long thai, đồng nghĩa với một cơ hội để đổi đời. Nếu sinh được con trai, những cô gái này sẽ được tuyển vào hậu cung và chính thức đứng trong hàng ngũ phi tần của người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ. Thế nhưng, đây là một quá trình vô cùng phức tạp và ngay cả khi thành công, họ cũng phải rất nỗ lực để tồn tại. Phụ nữ bắt đầu được tuyển vào làm tú nữ từ thời nhà Kim và các tiêu chí lựa chọn cũng thay đổi theo từng thời vua khác nhau. Ví dụ vào triều Minh, nhà nào cũng phải cho con đi tuyển chọn, nhưng vua Thuận Trị nhà Thanh lại chỉ giới hạn số tú nữ được tuyển vào cung bằng cách không tuyển con gái Hán, chỉ tuyển từ những gia đình trong thuộc Bát Kỳ trước kia mà chủ yếu là người Mãn và người Mông Cổ. Bộ hộ sẽ là cơ quan gửi thông báo đến các quan lại cấp trung ương và địa phương để họ có thể tiến hành sàng lọc và tuyển chọn ngay từ ban đầu. Sau đó một danh sách những người được chọn sẽ được gửi lên cho triều đình ở Bắc Kinh và bộ hộ. Bộ này sau đó sẽ đặt ngày để thi tuyển. Dưới triều Thanh, các tú nữ được chọn sẽ được đưa đến Thần Vũ Môn ở phía Bắc Tử Cấm Thành vào ngày thi tuyển. Đi cùng họ thường là cha mẹ, họ hàng thân tộc, bên cạnh là trưởng họ và các quan địa phương. Trong ngày đầu tiên của quá trình thi tuyển, các cô gái được chọn sẽ xếp thành hàng 100 người dựa theo độ tuổi từng người. Vào năm 1621, Hoàng đế nhà Minh, Minh Hy Tông đã mở ra một cuộc tuyển phi trong khắp cả nước. Hơn 5.000 phụ nữ từ khắp các nơi được đưa về kinh đô ứng tuyển từ độ tuổi 13 đến 16. Trong ngày đầu tiên của quá trình thi tuyển, các cô gái được chọn sẽ xếp hàng 100 người dựa theo độ tuổi từng người. 1.000 người ngay lập tức bị loại do hình thể không đạt yêu cầu. Vào ngày thứ hai, các thái giám sẽ kiểm tra về thân thể, tông giọng và tính cách. Số phụ nữ này chỉ còn lại 2.000 người. Đến 300 người cuối cùng, các bài kiểm tra về kiến thức, phẩm hạnh, tính cách và đạo hạnh hàng tháng sẽ được áp dụng trong một thời gian dài. 50 người đỗ đầu sẽ được kiểm tra toán học, văn học và nghệ thuật. Thi tuyển gắt gao là thế, nhưng rất ít phụ nữ có cơ hội được hoàng đế sủng hạnh. Đa phần đều kết thúc cuộc đời mình trong cô đơn hoặc, đen đủi hơn, bị cuốn vào những cuộc chiến khốc liệt trong chốn hậu cung. Đến đây không ít người đã phải thốt lên, chữ tài đi với chữ tài một vần. Hẳn nhiên, việc thông dâm của các phi tần với những người không phải hoàng đế là đặc biệt nghiêm cấm. Hầu hết các hoạt động của họ bị quan sát và họ cũng phải làm theo lời các thái giám, những kẻ có quyền sinh quyền sát trong cung. Trước khi được nhập long sàng, phi tần sẽ được ngự y kiểm tra toàn thân khi họ đi tắm. Giữa hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn người ở hậu cung như thế, những phi tần ắt khó tránh khỏi việc bị người khác ganh ghét nếu được hoàng đế sủng ái. Họ cũng luôn cố gắng khiến cho mình nổi bật hơn trong mắt vị thiên tử bằng phấn son, lối cư xử, ngay cả khả năng nghệ thuật. Rất nhiều trong số họ đã phải chết trong cung cấm trước khi được hoàng đế để mắt. Ở Trung Quốc thời phong kiến, tục đa thê vô cùng phổ biến. Mặc dù chỉ có một số đàn ông giàu có ở đẳng cấp trung lưu hay thượng lưu mới đủ khả năng chăm sóc cho nhiều bà vợ. Đó được xem như là một cách khẳng định nam quyền trong xã hội. Và số lượng phụ nữ trong một nhà cũng là để thể hiện sinh lý của đàn ông. Khổng giáo cũng đặc biệt nhấn mạnh khả năng tề gia của đàn ông khi coi nó như một tiêu chí đánh giá quá trình tu thân. Với các hoàng đế, đó cũng là hồng phúc của triều đình nếu như họ có con đàn cháu đống. Vợ cả và vợ lẽ phải được phân định rõ ràng. Bà cả luôn là người nắm quyền chính, đây cũng là người chịu trách nhiệm dạy bảo vợ lẽ để duy trì hòa khí trong nhà. Không được ghen tuông. Phụ nữ, đặc biệt là vợ cả, phải đặt mọi thứ lên cảm xúc cá nhân của mình. Sự yên ổn trong gia đình sẽ giúp họ vượt qua cảm giác ghen tuông, thù địch giữa những người khác. Trật tự gia đình sẽ đảo lộn nếu như người chồng dành hết tình cảm cho một đối tượng duy nhất. Đã là chồng thì không nên sủng ái một người vợ duy nhất, cũng như là các bà vợ cũng không được phép chiếm chồng cho riêng mình. Tình cảm nên được san sẻ đều giữa các thành viên để hòa khí có thể được duy trì. Một hệ thống phân cấp nghiêm ngặt sẽ giúp duy trì trật tự. Mỗi triều đại có một cách phân tước vị riêng cho phi tần. Hoàng hậu luôn là người đứng trên tất cả, đa số phụ nữ còn lại chỉ xếp sau bà. Tuy nhiên, phân tầng quyền lực này cũng sẽ được thay đổi trong một số thời điểm, như khi có một phụ nữ nào đó được ban tước mới. Người thời đó tin rằng cách phân bổ một lịch sủng hạnh phù hợp sẽ giúp duy trì long thể của hoàng đế cũng như vận mệnh đất nước.
Vào thế kỷ thứ 10, người ta không dùng lịch để theo dõi thời gian, mà là để giúp hoàng đế có thể sắp xếp một lịch sinh hoạt điều độ. Thời điểm thiên tử sủng hạnh cùng với ai sẽ được quan ngự sử ghi chép lại để có thể sử dụng trong nhiều mục đích sau này. Ở Trung Quốc và một số nước châu Á khác, tuổi được xác định từ lúc thụ thai, không phải là khi đứa trẻ được sinh ra. Người Trung Quốc tin rằng phụ nữ có khả năng thụ thai cao hơn trong kỳ trăng tròn, khi mà âm hay sinh khí hoàng hậu đủ mạnh để hợp nhất với dương, sinh khí của hoàng đế. Hoàng hậu cùng các phi tần khác cũng sẽ nhập sàng với hoàng đế khi trăng tròn, bởi vì theo đức tin, những đứa trẻ được thụ thai vào thời kỳ này sẽ sở hữu những phẩm hạnh tuyệt vời mà những đứa trẻ khác không có. Nhưng phi tần ở các đẳng cấp thấp hơn cũng được sắp xếp vào giờ khác, thường là quanh thời điểm trăng tròn. Tuy nhiên lại có những quý phi mong muốn bỏ đi những hủ tục trong cung. Quý phi Khắc Thuận là người như thế. Bà được đưa vào cung khi Quang Tự còn tại vị, lúc này bà mới chỉ 13 tuổi. Sau đó bà được ban chức quý phi, nghĩa là chỉ đứng sau Hoàng hậu Long Dụ, cháu gái của Thái hậu Từ Hy. Bà có cả sắc lẫn tài, đồng thời cũng nhận được nhiều sủng ái từ vua Quang Tự. Khắc Thuận cũng được phi tần khác coi như có vai vế lớn ở hậu cung. Và giống như hoàng đế của mình, Chân Phi cũng tỏ ra căm ghét những luật lệ cổ hủ trong cung. Chính điều này khiến cho bà bị Thái hậu Từ Hy ghét bỏ. Vào ngày 20 tháng 6 năm 1900, Liên minh 8 nước tiến hành bao vây Bắc Kinh và Thái hậu Từ Hy cùng hoàng đế phải chạy trốn đến Tây An. Trước khi rời đi, Từ Hy đã yêu cầu Chân Phi phải tự vẫn. Lý do là nhan sắc cũng như tài năng của bà sẽ khiến hoàng tộc gặp nguy hiểm, và nếu chẳng may bị những binh lính nước ngoài làm nhục, đó sẽ là một cái dấp lớn cho Thanh Triều. Thay vào đó, Chân Phi lại muốn giữ vua Quang Tự ở lại kinh thành thay vì đi lánh nạn. Từ Hy vì thế mà nổi giận, ra lệnh bức chết Chân Phi. Một số sách khác kể lại, Chân Phi bị người của Thái hậu dìm chết trong một chiếc giếng ở cung Ninh Hạ. Trong cung, ngoài các phi tử của nhà vua thì một bộ phận lớn không thể thiếu là cung nữ. Cung nữ là tên gọi cho các nữ tỳ trong triều, phân tầng thứ bậc cho những người sẽ dựa vào vị thế của gia đình trong xã hội. Cung nữ đa phần là người Mãn và người Mông Cổ, do họ xuất thân từ các gia đình thuộc Bát Kỳ. 13 tuổi cũng là độ tuổi để ứng tuyển. Công việc chính chủ yếu là phục vụ các nữ chủ nhân của mình, bao gồm hoàng hậu, quý phi và các phi tần khác trong cung. Ngày nào cũng như ngày nào, họ phải tháp tùng chủ nhân đến tất cả mọi nơi mà bề trên muốn. Thượng quan là cấp cao nhất với các cung nữ này. Trong khi hậu cung vẫn còn đang điên đảo với những trận chiến nảy lửa để tranh giành sự sủng ái của hoàng đế, các nhũ mẫu trong cung mới là người phụ trách chính trong việc trông nom hoàng tử hay công chúa. Vì thế, không ít nhũ mẫu đã giành được ảnh hưởng lớn trong triều, đặc biệt là dưới thời Minh. Các thái giám trong cung sẽ được giao nhiệm vụ tìm kiếm và tuyển chọn nhũ mẫu trong triều. Cứ 3 tháng một lần, mỗi lần chọn từ 20 đến 40 người. Mỗi khi có một vị công chúa hay hoàng tử chào đời, ngay lập tức sẽ có 40 nhũ mẫu và 80 hộ sinh được điều đến để chăm sóc. Hoàng tử sẽ được nuôi lớn bằng chính sữa của người nhũ mẫu có con gái. Và nếu là công chúa, nhũ mẫu này phải từng là mẹ của một đứa con trai. Người ta coi nó như một cách cân bằng giữa âm dương trong cơ thể của đứa trẻ, đồng thời tránh xảy ra việc đánh cháo con cái trong cung. Triều đình cũng sẽ nuôi ăn các bà nhũ mẫu này. Mỗi ngày họ sẽ nhận được cơm 3 bữa với 5 lạng thịt. Trong mùa đông sẽ có cả than để họ sưởi ấm. Khổng giáo đặc biệt đề cao vai trò của hoàng đế, coi người này là thiên tử thay ý trời để cai quản nhân gian, đồng thời là người duy trì sự cân bằng trong trời đất, để cho nòi giống rồng của hoàng đế không bị tuyệt diệt trong bối cảnh mà tỷ lệ chết non ở trẻ em là rất cao, y học chưa phát triển. Một dàn hậu cung hùng hậu là bắt buộc. Nhưng để quản lý được hàng chục ngàn nhân mạng trong cung, hoàng đế rất cần đến sự hỗ trợ của hàng nghìn người giúp việc, mà trong trường hợp này là các thái giám. Sách sử Trung Quốc xưa có chép, hoàng cung bắt đầu tuyển dụng các yêm nhân để làm người phục vụ trong cung từ thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Nhưng đa phần các nhà sử học đều khẳng định thái giám chỉ bắt đầu xuất hiện chính thức từ thời Hán Hoàng đế. Nhiều vị trí trong triều đình cũng được giao cho thái giám phụ trách. Lợi dụng điều này, nhiều kẻ đã cấu thành phe phái, lạm quyền. Không ít triều đại ở Trung Quốc đã sụp đổ vì nạn hạn quan. Quyền lực của thái giám chủ yếu đến từ sự cấu kết của các thế lực ngoại thích hay sự sủng ái của nhà vua, do là kẻ phục vụ gần gũi và thân cận nhất với họ. Hiện tượng thái giám chỉ chính thức kết thúc khi vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Phổ Nghi, chạy trốn khỏi Tử Cấm Thành. Việc tịnh thân sẽ cắt đứt hoàn toàn nguồn hormone nam trong cơ thể của họ, khiến tông giọng họ cao lên, khả năng kiểm soát bọng đái của họ cũng bị tác động ít nhiều, nên quần áo và chăn giường của những hoạn quan thường hay bị ướt. Câu thành ngữ cổ của Trung Quốc, khai như quan hoạn chính là xuất phát từ đó.
Bên cạnh đó, họ cũng không có khả năng để thực hiện các việc nặng, yêu cầu cao về thể lực. Do những thay đổi về mặt sinh lý, dáng đi của những người này cũng có nhiều thay đổi. Điều dễ nhận thấy là họ có lối đi chữ bát với hai đầu chân tõe ra, rất nhanh và không gây ra tiếng động. Các thái giám là những người chịu trách nhiệm, gìn giữ lối sống khép kín và tôn nghiêm trong hoàng cung. Đội ngũ này thường lo những việc như gánh nước, canh gác, khênh kiệu hay làm vườn. Một số khác sẽ có cơ hội trực tiếp phục vụ cho các chủ nhân của mình, ví dụ như là nấu ăn, rửa chén hay giặt giũ. Nói tóm lại, họ trực tiếp tham gia vào tất cả những công việc trong cung. Đã từng có đến 10.000 thái giám trong cung vào cuối thế kỷ 15 và 70.000 năm 1644. Đây chính là kết quả sự gia tăng những người đàn ông muốn làm việc trong Tử Cấm Thành và tự nguyện để thiến hoạn. Vào đầu triều đại nhà Thanh, con số này đã giảm xuống còn 3.000 vì những người Mãn lo ngại về tầm ảnh hưởng của những hoạn quan này với triều đình. Triều Thanh phân bổ các cơ quan chuyên trách của thái giám ra thành 48 viện khác nhau, mỗi viện có một công việc chính. Các viện này tự đặt ra một viên thái giám để phụ trách và viên thái giám tổng quản làm thủ lĩnh chính cho tất cả các thái giám. Chức danh tổng quản tương đương với bậc tam phẩm. Vào cuối triều nhà Thanh, thù lao cho các thái giám thường dao động từ 2 đến 4 lạng bạc. Mức lương cao nhất mà một thái giám nhận được ở thời kỳ này có thể lên tới 12 lượng bạc ở bất kể bậc nào. Bao quanh Tử Cấm Thành chính là Hoàng Thành, một khu vực cung cấp tất cả các vật dụng cần thiết cho người trong cung, từ thực phẩm cho đến những đồ vật có giá trị. Những cơ quan chính do thái giám quản lý đều nằm ở khu vực này. Nhưng cũng không có ít kẻ được làm việc ngay tại chính Tử Cấm Thành, đồng thời nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng. Sự ganh ghét của thái giám với các quan lại thông thường hay giữa các thái giám với nhau là hoàn toàn bình thường. Do thái giám nắm giữ nhiều vai trò trọng yếu trong cung, họ cũng có quyền tiếp cận các thông tin tuyệt mật mà dựa vào đó có thể làm suy yếu quyền lực của nhà vua. Bên cạnh đó, thái giám cũng làm chủ nhiều nha trong cung. Không ít kẻ đã dựa vào đó mà lạm quyền, khuynh đảo chính trường. Năm 1655, vua Thuận Trị đã ban hành một chiếu chỉ có nội dung như sau. Thái giám đã làm việc trong cung tự cổ chí kim. Vậy nhưng sự tàn độc với chúng đã dẫn đến những thảm họa không thể lường trước. Lạm quyền lũng đoạn triều chính do thái giám trong cung, giết người vô tội, kéo bè kết đảng, còn làm cả những điều ác độc trong nhân gian. Chúng tàn ác đến mức vu cáo đặt điều oan sai cho các trung thần, xúi dục làm loạn trong cung, khiến cho giường cột đất nước bị hủy hoại dần dần. Còn tham ô thì nhiều không mức nào kể xiết. Kể từ giờ, hễ có kẻ nào can dự triều chính, lạm quyền, ăn đút lót, dính líu đến việc trong và ngoài nước, câu kết với lũ quan lại Mãn và Hán, tiết lộ thông tin cho kẻ khác hay đòi hỏi quyền thăng tiến, thăng chức thì bất kể là tốt hay xấu sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Chiếu lệnh này phải được lưu truyền từ đời này đến đời khác. Thái giám khi mắc lỗi sẽ bị xử tội theo nhiều cách khác nhau, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì có thể bị xử tử. Đánh bằng trượng là phổ biến nhất, nếu không thì phải đi nô dịch trọn đời. Bỏ trốn chính là tội danh mà nhiều thái giám mắc phải nhất. Nếu một thái giám bỏ trốn, tên này sẽ bị bắt lại bởi đội cấm vệ cung và bị đưa về chịu tội. Rất hiếm có kẻ bỏ trốn thành công, dù nhiều trong số chúng thông thuộc đường lối đi lại trong cung. Trừng phạt cho tội bỏ trốn. Khi phạm tội lần đầu, thái giám sẽ bị tống vào ngục trong 2 tháng. Sau khi kết thúc thời gian này, thái giám sẽ bị đánh 20 trượng rồi bị trả về nha phục vụ. Lần thứ 2 thì bị đóng gông vào cổ trong 2 tháng. Khi hình phạt kết thúc, sẽ phải quay trở lại nha phục vụ. Nếu vi phạm lần thứ 3 thì sẽ bị đày đến Bồi Đô, nay là Thẩm Dương, trong 2 năm rưỡi. Hết thời gian chịu tội, tên này không thoát khỏi, phải quay trở lại làm việc. Còn kẻ trộm trong cung sẽ bị đày đến Bồi Đô. Nhưng nếu phạm nhân đánh cắp các món đồ có giá trị như đồ cổ, trang sức hay các vật phẩm có giá trị của hoàng đế thì sẽ phải đưa đến Chin San Câu, một huyện cách Bắc Kinh hơn 20 km, và chém đầu. Lười biếng, trốn việc hay các lỗi vặt khác sẽ bị phạt bằng trượng. Đó là tên gọi cho gậy tre lớn, dài hàng thước. Mỗi phạm nhân bình thường chỉ chịu được từ 80 đến 100 trượng. Sau khi phạt hình kết thúc, thái giám sẽ được chữa trị và băng bó vết thương bởi các thầy thuốc trong cung. Nếu mắc các lỗi nghiêm trọng hơn, phạm nhân sẽ bị đánh bằng roi sau 3 ngày. Giai đoạn này sẽ bị gọi là cho lên vảy.